muốn có quen ai đâu. Chị muốn ba miền qua YouTube không chị? Dạ không luôn. Không hả? Không có muốn ba miền qua YouTube không, không hả? Không muốn đâu, không muốn ai luôn á. Tại mấy chị yêu thương em. Ai đồn hát chưa ta? Với lại là nãy anh hỏi gì mà nghe đồn mở quán gì. Ừ, tiền thì không có chứ. Trời ơi, vậy là chắc là cái câu chuyện em nói cho người ta bẻ lái đó. Hôm bữa em có lòi em like ở bên góc kia, em có nói là có mấy cô chú nói là kiếm hoài cái quán khó luôn, mà đi mấy lần nhưng mà vẫn lạc. Yeah. Thì em có nói là nếu mà cô chú anh chị muốn không lạc thì đi từ hẻm 1 đến 1 cho nó dễ. Yeah. Xong rồi em mới nói là cô chú anh chị yêu thương đi, biết đâu là ủng hộ đi, khoảng chừng 2-3 năm nữa em gom góp được em mở ra ngoài chút xíu thì sao, ví dụ không mặc tiền thì cũng hẻm 1 sẹt. À. Không chút cũng được, em nói như vậy là em 2-3 năm nữa, em ước mơ của em là em chèn ra ngoài một xíu là khoảng 2-3 năm nữa. Mà đúng rồi, đó ai cũng ước mơ, mình có thể là mở thêm chi nhánh nếu mà sau này mình có điều kiện á. Chứ là hiện tại bây giờ chưa, bây giờ chưa có khả năng. Vậy là đồng bố mấy anh em cũng nghĩ từng thật luôn, cũng nghĩ thật luôn. Bây giờ thành phố ở Sài Gòn mình nó là mặt bằng nó mắc tiền, nó tốc đất là tốc vàng, mà của chú chị chỗ mặt tiền bây giờ là hả, trời em hỏi là 70-80, 40-50. Wow. Làm sao mà bán nổi tô hủ tiếu anh chị ơi. Chèn ra ngoài là bán tô hủ tiếu 70-80 ngàn như người ta bán á. Nếu mà cô chú chị mình ra mấy cái quán đường phố nhộn nè, vô ăn một tô hủ tiếu là 70-80 ngàn không đó. Ừ. Em hồi đó em ăn rồi, biết em hay đi ăn tối á, 70-80 ngàn không, nhưng mà bán như vậy thì khó bán lắm mọi người. Vậy mà người ta đồn chị Bum á là lên Đà Lạt kiếm mặt bằng. Không, mà nếu như trường hợp là có lên Đà Lạt mà kiếm mặt bằng thì mở chi nhánh nó trở nên càng tốt, có gì đâu, trời đúng không? Hôm bữa em quay YouTube của em có nói là trời ơi, ở đây bạn muốn tiếp bầu viên ngon lắm nha mọi người. Hay là em lên đây mở quán ta, gió em giỡn gì đó, thiệt sự luôn. Không ngờ Việt Nam idol, ghê thiệt luôn. Cùng Bông Di đi du lịch mà, đâu có đi thi đắt Đà Lạt vui dữ không chị? Du lịch đi nghỉ dưỡng. Dạ, cũng vui. Mát mẻ không khí đó, mát mẻ mọi người. Xong em cũng đi chút nắng chút gió Đà Lạt em về. Thì muốn gói ghém ha, muốn làm ba cái bao bự bự á, hốt miếng mày đem về. Không, tại giờ là hốt miếng mày hoài à. Bây giờ đó người ta hay đi săn mây rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà phải đi sớm ha. Mình lấy cái bạch mình hốt mình để vô. Rồi săn mây có nghĩa là mình đứng lên đầu cầu thấy mây nó khổ mà, hả? Dạ mà xa lắm. Nó về thì... em hút thuốc lá, em hốt phà vô trong nó mở vô lại nó hết. Thôi cho nó không cần hút thuốc lá nữa, nó chuyện cũng ra khói nữa. Không, nói là nó chuyện ra khói. Chị Bâm ngoài ngoài bán hủ tiếu buổi sáng thì cả tối chị còn bán như quần áo không chị? Nón nữa hả chị? Quần áo, nón, này tóc tai. Chị bán nón, chị có bán mũ không? Mũ. Kìa, vậy đang sơn lý anh kìa. Nón mới mũ rồi, mới cái gì nữa? Nón với mũ. Mấy hồng lan nữa. Mấy hồng lan nữa, dạ. Mấy hồng lan là em bán giống anh chị á. Liên kết tiếp thị. Bán dầu. Bán dầu. Đặt có hot trend bây giờ. Bữa anh có ủng hộ em mua giùm khách. Khách này ủng hộ em một lốc dầu rồi anh ơi, anh mua giùm. Bơm có không? Có khách hỏi nè, em còn tặng dầu không gì em được đó. Dạ có, mua một lốc tặng một chai. À vậy hả, dạ, chứ không có tặng không. Tặng gì? Mua lốc tặng gì? Lốc tặng chai chứ không có tặng không. Tặng chai chứ không tặng không á chị ơi. Không hả? Thổn củ giọng cười. Trời ơi. Sao thì sợ. Tính tém lại, tính tém lại để cho mình Bung bình tĩnh. Ủa gì mà còn nấu chai nữa. Cười ác quá. Cười nhà cũng cười. Hậu Nhân đi qua trễ nha. Trâm ngồi đây 2 tiếng hồ đó quá. Không đấy cả nhà, nửa ký 215. Hôm nay là em hết bầu viên nha mọi người, ngày mai nha, cô chú anh chị đặt bầu viên ký thì ngày mai em giao nha, nay hết rồi. Hết bầu viên rồi. Dạ. Bây giờ bầu viên để bán hủ tiếu không đủ 1 ký, không đủ nửa ký rồi. Cả nhà mình có đặt bầu viên ngày mai nha, yêu Bum nè, cảm ơn chị Phí Hằng. Một ngày mình bán một nồi nước lèo đó khoảng bao nhiêu tô hả chị Bum? Một cái nồi này khoảng gần 200 tô. 200 tô, trên dưới 200 tô. Dạ đúng rồi, tầm đó. Nếu mà bán nhanh nó tròn, còn nếu mà bán bữa nào bán chậm chậm là nước lèo nó giật xuống thì ít lại. Có bữa nào bán được 600 tô hả? Không. Không thể nào. Ba nồi. Cái nồi này 60 lít không thể nào được 600 tô. À không được 600 ha, được khoảng 200. Khoảng 200 tô thôi à. 200 tô là thấy đuối rồi đó. 600 tô là nổ á. Dạ. 600 tô là nổ rồi đó. Sổ. Nếu người ta ăn hủ tiếu khô là ăn hủ tiếu khô là bán được tới 300 tô luôn á. Đúng rồi. Hay. Cái bữa nào mà em hết nước lèo là cô chú chị hay mua chú khô ăn à. không ăn nước lèo rồi luôn. Mà đường khô thì cũng phải có nước với chị. Một chút xíu, ít hơn là tại vì ăn khô em có thêm một chén nước. Nhưng mà nó ít nước lèo hơn là mình ăn tô. Dạ. Rồi. Rồi Thảo Nhân ăn kìa, Thảo Nhân ơi. Thảo Nhân nước hả? Em có bán cái đồ hot trend bây giờ không Bum? Túi mù. Trời ơi, túi mù quá hả dạ không? Ôi chị Lan đang bán túi mù. Ừ. Túi mù là em thích xé nhưng mà xé thì nhiều lắm. Xé là mua bịch thì hay lại. Xé là mua cả ngàn bịch mới ngồi xé nổi.
mà đâu có thời gian đâu ngồi xé anh ơi, không có thời gian chỉ cứ phải lên đơn. Cái đó là như vậy nè, là mình phải mua về rồi khách đặt hàng, khách chuyển khoản hết cho mình rồi mình mới bắt đầu mình xé đơn nào xong đơn đó, đúng rồi. Mà người ta đâu mua lần 5-6 con đâu, người ta mua chục không, mà là em tính ra là 1,000 mấy chục con. Wow. Chứ đâu có chỗ gì, là không có chỗ để mà để nữa. Gấp đôi cho nó hả? Dạ. Xé gấp đôi hả? Đúng rồi, xé gấp đôi. Còn nguyện vọng nữa. Nguyện vọng hả? Ví dụ anh mua 10 túi nguyện vọng anh là con màu hồng đi. Mở ra một túi nào được con màu hồng là anh được tặng thêm túi, bắt đầu xé tiếp. Rồi. Hai hơn thì xé tới chiều. Đúng rồi. Xui xé. Rồi em lên mạng em coi mấy cái người, mấy TikToker hot hot người ta xé đó. Mua hả 20-30 con mà ngồi xé hơn 100 mấy chục con luôn rồi. Rồi. Mình ăn được á, người ta ăn được á. Thắng á. Vậy em hết, đem hết 100 mấy chục con vậy luôn hả? Đúng rồi. Dữ vậy? Trời ơi nè, khách đây đến ăn nè, trời ơi, mấy chị nói con của chị ở nhà nó mua hả, nó chết bày nhà. Trời ơi. Bị ghiền á anh. Điên luôn hả? Đúng rồi, bị ghiền luôn á. Giống như là mình muốn bất ngờ có cái gì trong đó. Đúng rồi, cứ hai con giống nhau là được tặng thêm túi thôi. Hai con em giống nhau. Em nó mạnh hơn rồi nó ra dính hoài, là ngồi xé hoài luôn. À. Đó. Có ba con không em? Hả? Có ngày nào mình đang ba con giống nhau tặng thêm. Ba con thì mình tính hai thôi, tính hai con thôi. Thứ hai là được một, thứ hai là được một. Đó, bữa nay mới biết nhặt được chú mồm quá. Ủa chị làm ba xé được có chút xíu, ba bị bấn lại. Ba bị bấn lại, ba đâu có xé được nữa, ba bán luôn. Với giống nhau nhiều quá. Với lại màu nó na ná nha, ví dụ có hồng lợt, hồng đậm, xinh lợt, xinh đậm, ba xé được có vài con, ba bị bấn lại, ba dẹp luôn. Ba bán luôn, ba không ngồi xé nữa. Không được, ba buồn xé. Ba xé là nó xé hết. Xé nghiền luôn. Nó xé hết luôn á. Bà mua gì bà giấu nó đó. Bà mua gì bà bán mà phải giấu mấy đứa nhỏ. Nó ghì nó xé. Trời ơi, cái bùn hả, cái gì nó cũng biết hết trơn á. Nó chuyện rất là thông minh luôn. Hàng ke, hàng lung la hết. Trời ơi, nó chuyện với cái vui lò trên đầu luôn á. Cái gì nó biết, nó thông minh lắm. Giỡn ít, nó rành mấy cái vũ đó. Hàng phay với là hàng riêu, ghê thiệt luôn. Dữ dằn luôn. Đi mua con Labubu mà mua con hàng riêu mới chịu, hàng phay. Đó đó, đúng rồi, nó biết cái này thiệt, cái này giả. Nó nói mẹ mua cho con cái hàng giả gì không ơi. Ủa là chỗ có biết hàng tiền mắc đó, mẹ tao có tiền không mua cái xịn cho con. Nó biết luôn. Vô lớp á, mấy bạn bè đó, nó khen nhau, nhìn có con này ý, hàng này hàng phay rồi, không phải hàng riêu, cái gì nhà. Rồi ba mẹ phải mua hàng. Nhưng mà giống nhau y chang thôi, em nhìn thấy nó khác gì đâu trời. Chị mới nói là mấy triệu một con. Mấy triệu một con. Còn cái bông mình mua thường thì có mấy trăm ngàn thôi. Đúng rồi. Đúng là mấy triệu. Rồi, một xíu luôn. Mấy chị em nha. Mai trước mà chị có sao em hả? Em là ưu tiên khách đó mọi người. Khách với lại mấy anh YouTube mà cũng là khách luôn. Ai ăn là ăn trước. Đó em ngồi nãy giờ chưa có luôn. Làm cái sáng giờ nhìn đói luôn hả? Trời đói luôn á. Em ăn dễ lắm. Em ăn chưa mà. Ủa chứ mà đợi ăn cơm anh thấy làm lạc cải kìa. Ăn gì thôi, ăn gì cũng đang lạc cải nấu canh bề xanh. Thôi ăn đường khô đi. Cải ngọt. Rồi, ngoài đi. Đúng ý không? Đúng ý không? Không, Mỹ không, Mỹ B9582 nha cả nhà. Mình có ăn thì đặt hàng em nha. 0707795 đó thì sáng nay thì Bùm Bùm cũng có chia sẻ cả nhà về thông tin mà đang đồn đó là Bùm Bùm chuẩn bị thuê mặt bằng mở rộng hơn cả nhà. Thì Bùm Bùm cũng chia sẻ ra với chú anh chị. Đây bếp trưởng đang nấu mì khô cho Bùm Bùm cả nhà. Bếp trưởng là vui vẻ dễ thương. Hồi bữa đầy tháng bếp trưởng có nhậu không? Không. Con nghe là buổi sáng là con quay buổi sáng là con nghe buổi chiều là nghe nói bếp trưởng có bạn buổi chiều đúng không? Mà con không có quay, con về ngoài kia. Là không có nhậu hả? Trời ơi. Vì Hoàng dễ thương lắm. Làm hoàn thành nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Dạ. Hoàng dễ thương lắm cả nhà. Bữa trước là đầy tháng của cháu ngoại Hoàng. Lần đầu tiên được làm bà ngoại. Ai cũng khen bé Nhi dễ thương, con dì Hoàng dễ thương. Dạ. 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 Bùm Bùm đang chuẩn bị like cả nhà, vẫn còn hủ tiếu nha cô chú anh chị ơi. Còn ít, còn cả 10 tô thôi cô chú anh chị, mình ai chưa ăn sáng thì đến ủng hộ Bùm Bùm nha cả nhà. Rồi, hiện tại thì cũng có app ở trên Grab rồi cả nhà. Hủ tiếu Bùm Bùm đã có app ở trên Grab rồi. Cô chú anh chị cứ đặt hủ tiếu Bùm Bùm ở trên Grab cũng có rồi nha cả nhà. Và Shopee Food nha. Dạ, là hai app nha cả nhà nha. Rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị.
Rồi, đấy.